Mày thì trên tay mình đây đang có một con MacBook Pro phiên M1 phiên bản 2020. Tại sao mình lại cầm trên tay nhỉ? Thì hôm nay cũng không phải là một cái video mà review chi tiết về em nó, mà chính xác hơn là mình sẽ mang đi con này đi bảo hành. Và tại sao lại bảo hành? Thì bật mí cho anh em một chút là con máy này là của anh editor bên mình. Và anh ấy rất là vui tính khi đã edit thêm luôn một cái màng nhện theo chuẩn theo phong cách Spider-Man năm 2022. Thế nên là hôm nay lại mình lại phải vác con máy này đi bảo hành. Thế là mới chán như. Thì bật mí cho anh em chút ấy, là con máy này là con máy được mua tại cửa hàng Clickbuy. Và nó sẽ đi kèm cái gói bảo hành rơi vỡ vào nước mặc định khi anh em mua máy. Thế nên là hôm nay sẽ là một cái video gọi là trải nghiệm cái dịch vụ, xem là cái dịch vụ thế chính xác nó như thế nào. Anh em đi cùng mình nhá. Đây, thì giờ đến Clickbuy rồi nhá. Giờ thì mang máy lên xem là dịch vụ bảo hành thế nào thôi. Đây em đang có một con MacBook Pro, tôi đang bị vỡ cái màn này, thì anh xem là chi phí sửa chữa nó như thế nào. Hiện tại là màn của anh thì đang bị bể ở góc này. Thì trước tiên là em cứ báo trước cho anh là giá màn là nó sẽ rơi vào tầm khoảng 13.500.000 màn chính hãng. Màn chính hãng luôn, thay ở chính hãng luôn. Thôi, thì trước mắt thì màn thì chưa lên gì, thì bên em chưa kiểm tra được các chức năng. Vâng. Đó. Chúng em không biết là cái lỗi là mà lỗi màn trước là giá 13.500.000 đúng không anh? Đúng rồi ạ. Thôi là màn mình sẽ thay màn chính hãng luôn nhé. Vâng, thời gian sửa có lâu không anh? Nó sẽ dao động tầm khoảng 3 đến 5 ngày. Vì cái màn này thì mình phải đặt cơ. Mình phải mang đi không mình đặt. Họ sẽ thay cho mình. Thay xong thì họ sẽ bảo hành, vẫn bảo hành cho mình mấy tháng. Đó. Cơ mà cái gì là con máy này lúc mà em cũng mới mua thôi ấy, thì em thấy hình như là nó đi kèm cái gói bảo hành rơi vỡ vào nước ấy. Thì nếu mà máy mà mua ở bên mình thì sẽ có cái gói hỗ trợ là nếu mà hỏng màn hình thì sẽ là hỗ trợ 30%. Được 30%. Chẳng hạn như kiểu 13.500.000 đi thì mình sẽ trừ đi 30% đó. Và sẽ ra con số còn lại khách hàng sẽ phải mất phí. Đó. Vậy cũng ok. Còn ngoài màn hình ra thì hỏng các chức năng khác thì bên mình sẽ sửa chữa hoàn toàn miễn phí. Đó. Con này thằng bạn em nó để cái tai nghe đây này, xong nó gặp một phát, thế là bây giờ nó lại bị một phát đúng cái kiểu màng nhện này ở đây luôn. Cái này kiểu là vô tình không để ý đấy. Đúng rồi. Để đây thì nói thật ra thì cái này không may thì bên mình sẽ hỗ trợ bạn là thay màn hình. Vâng. Hỗ trợ bạn là 30% giá trị của màn. Vâng, thì có chắc là thì cứ bao giờ xong thì anh cứ liên hệ lại với em nhé. Vâng, chắc chắn là xong thì bên mình sẽ liên hệ bạn qua test máy là một này, xong sẽ nhận lại máy. Anh cứ làm cho em giúp cái hóa đơn nhận máy giúp em nhé. Dạ. Anh ngồi ghế đợi em tí nhé. Hời đâu, đâu hiểu. Thì đây, anh em thấy đây, sau khi mà các cuộc nói chuyện mà mình vừa nhận giao nhận máy bảo hành ấy, thì mình còn được một cái phiếu như này, phiếu nhận bảo hành laptop này, MacBook Pro M1 2020 này. Máy bị tì đè bể màn chưa kiểm tra chức năng, máy bị cấn mõm góc. Anh Tuấn Anh, số điện thoại đây. Thì máy thì các anh ấy đang hẹn mình khoảng tầm 1 tuần. Thì sau 1 tuần thì mình sẽ cho anh em xem là máy được sửa chữa thế nào và chi phí chính xác là mình phải trả thanh toán bao nhiêu sau khi đã được giảm 30%. Còn bây giờ mình phải về để hỏi xem thằng editor xem là cái khoản 70% nó định xử lý như thế nào ấy. Nhá.